Lai lịch bất phàm của Tôn Ngộ Không. Nguồn gốc phi phàm của Tôn Ngộ Không chỉ duy nhất Phật Tổ mới biết rõ. Hỏa nhãn kim tinh Tôn Ngộ Không, trung tâm cảnh cảnh Bảo Đường Tăng, hàng trừ yêu quái bản lĩnh đại, hoàn thành sứ mệnh hồi thiên đình. Mở đầu Tây Du Ký là nói về xuất thân của Tôn Ngộ Không. Do một tảng đá tiên hấp thụ linh khí của trời đất và tinh hoa của Nhật Nguyệt mà sinh ra. Theo cách nói của Bồ Đề Lão Tổ thì là trời đất sinh ra. Khi ấy, Hoa Quả Sơn chỉ có một tảng đá tiên duy nhất, cao đến 3 trượng 6 thước 5 tấc, xung quanh rộng 2 trượng 4 thước. Chiều cao 3 trượng 6 thước 5 tấc hợp với vòng trời 365 độ, xung quanh 2 trượng 4 thước hợp với chính lịch 24 khí. Trên có 9 khiếu 8 lỗ, hợp với cửu cung bát quái. Bốn bề không có cây cối rủ bóng, do thời gian lâu hấp thụ tinh hoa Nhật Nguyệt mà kết tinh ra một viên trứng đá. Sau gặp một trận cuồng phong, quả trứng đó nở ra một con khỉ giống hệt hình người, mặt chiếu rọi tới thiên cung của Ngọc Hoàng. Về điều này, Ngọc Hoàng còn phải cảm thán rằng, tại sao nhân gian lại xuất hiện loài khỉ linh dị đến vậy? Có thể nói, người đứng đầu tam giới là Ngọc Hoàng cũng không thể nhìn rõ lai lịch thật sự của Tôn Ngộ Không. Và trong suốt 100 hồi của Tây Du Ký, chỉ duy nhất có Phật Tổ Như Lai là người biết rõ tất cả. Đó là trong hồi thứ 58, hai lòng sáu lộn cả càn khôn, một thế khó tu thành tịch diệt. Ở đây Duyên Vận Cổ chúng tôi xin trích lược lại như sau. Như Lai mới nói, bên trong chu thiên có ngũ tiên là thiên, địa, thần, nhân, quỷ. Cũng có ngũ trùng, đó là giống trần trọc, giống có vảy, giống có lông, giống có cánh, giống có đốt. Song con yêu hầu này không thuộc ngũ tiên, cũng không thuộc ngũ trùng. Vậy nên còn có tứ hầu hỗn thế, không thuộc 10 loại này. Sau đó Phật Tổ Như Lai lại giải thích thêm về tứ hầu hỗn thế. Thứ nhất là linh minh thạch hầu, khỉ đá tinh thông, tài biến hóa, biết thiên thời hay địa lợi, dời sao đổi đẩu. Thứ hai là xích khao mã hầu, khỉ ngựa đỏ đít, hiểu âm dương, biết nhân sự, khéo ra vào, tránh chết sống lâu. Thứ ba là thông tí viên hầu, khỉ vượng thạo tay, giữ nhật nguyệt, thu núi non, biện rõ lành dữ, đùa bỡn trời đất. Thứ tư là lục nhĩ di hậu, khỉ xấu tai, đoán tiếng nói, tài xét lẻ, biết trước biết sau, biết cả muôn vật. Bốn thứ khỉ ấy không vào trong vòng 10 loại, không xuất tên tuổi trong trời đất. Ta xem Ngộ Không giả là khỉ xấu tai, con khỉ ấy đứng một chỗ cũng có thể biết được việc, đoán được tiếng nói, xét được lẽ từ xa ngàn dặm, cùng hình tượng, cùng tiếng nói với Ngộ Không, thật là khỉ xấu tai vậy. Điều này chính là đã nói rõ Tôn Ngộ Không chính là một trong bốn con khỉ thời hỗn thế. Linh minh thạch hầu, biết cơ trời đất, xích khao mã hầu, thông phép cao xa, thông tí viên hầu, tài năng mạnh bạo, lục nhĩ di hầu, biến hóa vô tộc. Vậy thì bốn loại khỉ này đã đi đâu rồi? Thực ra thông qua các loại kinh sách đều khó mà tra cứu rõ ràng lai lịch của bốn loại khỉ này. Chúng ta chỉ có thể thông qua một số chỉ dẫn để suy đoán. Vậy quý độc giả, hãy cùng MC của Duyên Vạn Cổ tìm hiểu xem có thể dò ra thông tin không nhé. Linh minh thạch hầu. Theo truyền thuyết, khi Cộng Công đánh đổ núi Bất Chu, nữ oa dùng đá ngũ sắc phá trời. Có mấy tinh phách rơi ra, có viên rớt xuống Hoa Quả Sơn. Từ đó tích tụ tinh hoa mà sinh thành nên con khỉ đá. Trong tứ hầu thì linh minh thạch hầu chính là khỉ đá Tôn Ngộ Không. Cũng là con khỉ sinh sâu và có năng lực yếu nhất.
Cho nên Tôn Ngộ Không phải tầm sư học đạo mới đắc được 72 phép thần thông. Linh Minh Thạch Hầu Ngộ Không rất tinh tấn. Đó chính là phẩm chất của một người tu luyện cần có: ước thúc tự ngã, bảo trì thanh tĩnh. Không thể bảo sao làm vậy, nước chảy bèo trôi. Nhờ vậy mà Ngộ Không đã trải qua quá trình đi từ một kẻ ngông cuồng đến lúc đắc đạo thành đấu chiến thắng Phật. Tiếp đến là Xích Khao Mã Hầu. Xích Khao Mã Hầu xếp thứ hai trong tứ hầu. Y là con khỉ ngựa đỏ đít, biết âm dương, hiểu chuyện đời, giỏi xuất nhập, không sợ sống chết. Xích Khao Mã Hầu mệnh trấn ở Vị Thủy. Nó còn được gọi là Hoài Thủy Vô Chi Kỳ, là một thủy quái ở thời kỳ bàn cổ, xưng là Thủy Viên Đại Thánh, sở hữu năng lực điều khiển nước một cách siêu phàm. Vậy nên có thể hiểu rằng Xích Khao Mã Hầu đã sở hữu năng lực vô cùng lớn từ trước khi Ngộ Không phò tá được tăng đi thỉnh kinh. Trong hồi thứ 15, Bồ Tát khi mắng Ngộ Không cũng nhắc tới nhân vật này: ta cho mi là cái giống mã lưu gan dạ, nhưng hóa ra chỉ là giống khỉ đỏ đít quê mùa ngu si. Mã lưu và khỉ đít đỏ chính là hai từ tách ra từ Xích Khao Mã Hầu. Chữ lưu ở đây ám chỉ bản lĩnh khống chế nước vô cùng đáng sợ của vị thần hầu này. Thông Tý Viên Hầu. Thông Tý Viên Hầu là thần hầu đứng đầu trong tứ hầu. Bản lĩnh của thần hầu này lại càng không thể tưởng tượng nổi. Giữ nhật nguyệt, thu núi non, biển rõ lành dữ, đùa bỡn trời đất. Tung tích của vị thần hầu này có thể được tìm thấy trong tiểu thuyết thần thoại khác. Đó chính là Phong Thần Diễn Nghĩa, kỳ thực có liên quan rất lớn đến Tây Du Ký. Cả hai đều được viết ra vào thời nhà Minh. Mặc dù nội dung nói về những thời đại khác nhau, nhưng những nhân vật bên trong lại có sự liên quan chặt chẽ. Ví như Lý Tịnh, Na Tra, Mộc Tra, Dương Tiễn đều có mặt ở trong cả hai bộ truyện này. Trong Phong Thần Diễn Nghĩa có đề cập đến một nhân vật là giống nòi khỉ. Đó chính là nhân vật Viên Hồng. Y gây ra rất nhiều khổ nạn cho sự nghiệp phạt trụ của nhà Chu. Viên Hồng đứng đầu Mai Sơn Thất Quái, vốn là con khỉ trắng tu luyện ngàn năm, thành thạo 72 phép biến hóa, thiên biến vạn hóa, ngang tài ngang sức với Dương Tiễn. Viên Hồng và Dương Tiễn đấu phép với nhau bất phân thắng bại. Mãi sau nữ oa hiển linh, dùng bức vẽ Sơn Hà xã tắc đồ, dụ cho Viên Hồng lọt vào đó mới bắt sống được hắn. Lúc đem đi xử trảm, tất thảy binh tướng dùng gươm đao kiểu gì cũng không chặt được đầu Viên Hồng, sau phải dùng đến trảm tiên phi đao của Lục Yểm đạo nhân mới giết được hắn. Về sau Viên Hồng được phong làm Tứ Phế Tinh, một ngôi sao chủ mệnh hung ở trên trời. Lục Nhĩ Di Hầu. Thứ tư chính là khỉ sáu tai, đoán tiếng nói, tài xét lẻ, biết trước biết sau, biết cả muôn vật. Phép thuật biến hóa của Di Hầu cao cường đến mức có thể qua mặt được gương chiếu yêu của Lý Tịnh và huệ nhãn của Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngay cả người tu hành vạn kiếp như Ngọc Đế cũng không thể nhận ra. Khi hai Ngộ Không đánh xuống địa phủ, Đế Thính và Địa Tạng Vương Bồ Tát tuy phân biệt được thật giả nhưng cũng không dám hé lộ chân tướng, vì họ không có năng lực khắc chế nên chỉ có thể đợi Như Lai xử lý. Với pháp lực thần thông của Như Lai Phật Tổ, Tôn Ngộ Không đã đánh chết Lục Nhĩ Di Hầu và quay trở về tiếp tục lên đường thỉnh kinh cùng với Đường Tăng. Về phần này cũng nói lên một đạo lý: Lục Nhĩ Di Hầu được coi như một giả ngã của con người khi ở nơi thế gian này. Tôn Ngộ Không tranh đấu với Lục Nhĩ Di Hầu, khỉ sáu tai, thực ra chính là chân ngã và giả ngã đấu tranh với nhau. Cho nên Lục Nhĩ Di Hầu và Tôn Ngộ Không đại chiến tới mức không phân được thật giả, chỉ có thể dưới sự giám chiếu của bản tính đại giác mới có thể phân biệt ra được. Lúc này Phật Như Lai xuất hiện, cũng có thể coi là sự thể hiện chân thực Phật tính của Tôn Ngộ Không. Từ vị trí non kém nhất cho đến thành tựu cao nhất trong tứ hầu hỗn thế, Tôn Ngộ Không với tính cách hướng thiện, biết học hỏi từ những sai lầm, từ đó liên tục thăng hoa và tu dưỡng,
đã đạt đến quả vị đấu chiến thắng Phật, trở thành một sinh mệnh duy hộ Phật Pháp. Thế nên mới nói, ngay từ đầu Bồ Đề Sư Tổ đã nhìn thấy căn duyên của Ngộ Không. Đây không phải là một sinh mệnh nằm trong sự ước thúc của ông. Tôn Ngộ Không chú định là đi theo một con đường khác, chỉ có thể nằm dưới sự cai quản của Phật Tổ Như Lai. Con đường duy nhất mà Tôn Ngộ Không có thể bước đi chính là tương lai sẽ trở thành một thành tựu to lớn, đạt quả vị trong thế giới của Phật Đà, duy hộ Phật Pháp. Đó là lý do tại sao Ngài đặt tên Hầu Vương là Ngộ Không. Thế giới này chính là có những điều tuy là bạn chưa thấy, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Có đúng thì có sai, có chính thì có tà, có ma quỷ thì cũng có thần Phật. Thiện ác hữu báo chính là quy tắc tồn tại của sinh mệnh. Trong thời kỳ đặc biệt của lịch sử này, Viên Vạn Cổ luôn mong quý khán thính giả có thể ôm giữ một đức tin chân chính, một trái tim thiện lương và một tấm lòng nhẫn nại. Bởi vì cho đến cuối cùng, gìn giữ chuẩn mực đạo đức mà thần đã khai sáng mới có thể được thần bảo hộ cho sự vĩnh hằng của mỗi từng sinh mệnh chúng ta. Và trên thế giới hiện nay đã có một môn khí công tính mệnh song tu thượng thừa của Phật gia theo nguyên lý chân thiện nhẫn, giúp cho người tập luyện có thể giữ gìn chuẩn mực đạo đức và nâng cao tố chất thân thể. Môn tu luyện đầu tiên được hồng truyền vào năm 1992, qua hơn 30 năm, người truyền người, tâm truyền tâm, pháp môn này đã truyền rộng ra hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang lại lợi ích cho hàng trăm triệu người. Các học viên đến từ khắp nơi, đủ mọi tầng lớp xã hội. Họ hành xử theo pháp lý, tự ước thúc bản thân theo tiêu chuẩn đạo đức cao thượng, luôn có một sức khỏe tốt, nội tâm an hòa và hoàn toàn miễn phí. Đường link hướng dẫn tập luyện chúng tôi đã chia sẻ phía trên màn hình. Nếu quý vị quan tâm, xin mời truy cập để tìm hiểu. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.